là sau khi mà anh em vặn vào thì anh em sóc máy như thế này. Đây là chiếc laptop gaming có ngoại hình cực kỳ đẹp và thuộc sở hữu của mình. MSI GN65 Leopard. Nó sẽ có cấu hình là i7-10750H anh em ạ. Cảm ơn anh em đã chọn video này. Mình là Đại Công Nghệ. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với cái bài test Cinebench R23 để xem sau 2 tuần thì cái mức nhiệt độ dựa trên cái công suất với keo kim loại nóng có bị tụt giảm so với cái thời điểm đầu tiên khi chúng ta tra keo hay không. Và ở trên bàn của mình đang có một cái đồng hồ để đo nhiệt độ. Môi trường đang là 28 độ C. Bắt đầu luôn bài test anh em nhá. Chúng ta hãy cùng nhìn vào cái phần nhiệt độ ở đây. Mức cao nhất của nó đang là 87 độ C, ăn đến 95-96W điện. Và sau đó thì nó sẽ tụt xuống 54-55W trong toàn bộ cái bài test. Và nhiệt độ là khoảng 73 độ C. Một cái con số vẫn rất là ấn tượng. Thật sự mình cũng rất là tò mò, không biết là sau khoảng thời gian 1 tháng hoặc thì cái keo kim loại nóng nó có khô hay là bây giờ cái trạng thái của nó như thế nào. Chúng ta hãy cùng bung lại nội thất một lần nữa anh em nhé. Ok, trong này của mình thì vẫn rất là sạch sẽ bởi vì cũng mới vệ sinh xong mà. Chúng ta hãy cùng tháo cái pin ra trước nhé. Ok, vẫn theo cơ bản sách giáo khoa là như thế. Nguyên trạng ở xung quanh này thì mình đang không thấy có dấu hiệu của keo kim loại nóng nó bị dây ra. Thực tế nếu mà nó có thể tràn ra ấy, thì chắc là máy cũng đi rồi. Chứ không để đến chúng ta tháo khám phá nội thất như thế này. Keo kim loại nóng là một cái rất là nguy hiểm và có nhiều anh em ấy có quan niệm là nếu mà cái máy này nó không có cái keo kim loại nóng sẵn, nghĩa là nhà sản xuất họ không tra keo ấy, mà ông nào tự ý tra vào là mọi người cũng không dám mua, cũng không dám dùng. Thực tế thì có cực kỳ là nhiều các video về cái tình trạng mà tra keo kim loại nóng nó bị cháy máy rồi. Mình thấy rất là nhiều. Thực tế thì do là chúng ta không có những cái biện pháp để phòng tránh. Ví dụ là chúng ta không bọc biết cẩn thận vào và tra cả trên GPU đến khi nó chảy ra những cái con tụ xung quanh ấy thì nó sẽ rất dễ là bị chập cháy. Gần như 100% là anh em sẽ đi luôn con máy. Đây, mình sẽ nhấc máy lên nhá. Mình sẽ nhấc hệ thống tận nhiệt lên này. Nó vẫn dính khá chắc bởi mấy cái miếng thumb bar ở dưới này. Ok, ra rồi này. Rồi, thì thực tế anh em có thể thấy ở đây này. Mình sẽ thử keo kim loại nóng nhá. Nó vẫn là lỏng anh em ạ, một cái dạng lỏng này. Anh thấy đi bừng cười chưa? Và hơn nữa nhá, ở trên cái vị trí con chip này nó nhô lên một tí này, đây là nó giống như ở nước ấy. Khi mà mình nhấc ra thì nó sẽ đi theo như thế. Và trên phần GPU thì cái keo gấu này của mình vẫn còn rất là ok. Đó, chưa thể nào khô được. Nếu mà anh em nào tra như mình ấy thì anh em sẽ chỉ tra cái phần CPU là kim loại. Còn ở bên GPU ấy nó có cực kỳ là nhiều cái con tụ này. Mình sẽ nói thêm cho anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Cực kỳ nhiều con tụ nhỏ nhỏ này. Nên là chúng ta sẽ không tra vào đây bởi vì rất dễ để dẫn đến tình trạng là bị hỏng, bị keo nó tràn ra một cách dễ dàng lắm. Nó tràn ra cái là nó làm chập mấy cái con tụ này là đi luôn. Trong cái quá trình này thì cái phần keo kim loại nóng nó có chảy ra một chút anh em ạ. Và ở trên những con CPU này, ở đây có mấy cái chân. Mình cũng sử dụng cái keo MX4 để mình đè lên những cái vị trí mà mình thấy là có cái chân tiếp xúc. Đây là trên bề mặt của hệ thống tản nhiệt. Thì anh em thấy nó có một cái lớp màu trắng và màu vàng, kiểu nó kết hợp với nhau giống tạo kết tủa ấy. Anh em không cần sợ là nó bị ăn mòn đâu. Thực tế là nó không bị ăn mòn anh em ạ. Sau một cái thời gian khoảng 2-3 tuần khi mà keo kim loại nóng nó tra vào thì mình thấy là nó sẽ có một cái lớp giống như cậu là thành kết tủa ở đây. Thì chúng ta sẽ phải làm sạch nó đi, rồi chúng ta sẽ tra lại keo kim loại nóng thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Cách để mà chúng ta có thể tra keo kim loại nóng ấy thì anh em hãy dùng cái cọ này của nó này. Kiểu chúng ta sẽ không tra theo chiều thẳng đứng này mà phải kiểu cà ngang này. Cà cho nó bao giờ nó giống kiểu tạo thành một cái đường rãnh rất là nhỏ thôi, để nó có thể là bám được cái keo kim loại nóng. Chứ không thì anh em có làm cách nào nó cũng không thể nào mà tra tràn đều, giật đều ra được cái bề mặt này đâu. Đó anh em thấy không? Chúng ta đã có một cái vị trí mà nó đã thành một cái lớp như thế này rồi. Việc của chúng ta chỉ là cứ tra này thôi, tra. Sau khoảng 30 phút mình đã tra lại được cái keo kim loại nóng lên hệ thống tản nhiệt rồi anh em ạ. Anh em nhớ nhá, với cái loại keo này thì anh em sẽ phải tra được trên cả hai bề mặt. Thứ nhất là trên CPU và thứ hai là phải tra cả ở trên hệ thống tản nhiệt nó mới có tác dụng. Chứ lần trước mình đã thử rồi, tra mỗi trên CPU thôi, đến khi áp lên ấy thì nó còn nóng hơn cả khi mà anh em sử dụng các cái loại keo khác.
Ok, bây giờ mình đã dàn đều cả cái phần keo ở trên CPU ra rồi. Chúng ta sẽ cùng lắp lại hệ thống tản nhiệt nhá. Nhưng mà phải kiểm tra xung quanh xem có tí kim loại nào nó dây ra ở đây hay không. Thật sự rất là nguy hiểm đấy anh em ạ. Chỉ cần một ít cái keo nó bị dính ra cái phần của GPU chẳng hạn, hoặc là xung quanh này những cái con chip ấy, nó có keo kim loại nào dính vào cái là có thể hỏng luôn cả hệ thống của anh em. Máy bốc khói nghi ngút luôn. Nên là nhiều anh em cũng sợ là đúng rồi. Mọi thứ đến hiện tại thì đều đang rất là ok. Mình không thấy có cái phần kim loại nó bị dây trên bên. Mình sẽ lắp cái hệ thống tản nhiệt vào nha anh em. Và một cái bước mà rất quan trọng khi mà anh em tra keo kim loại nóng là sau khi mà anh em vặn vào thì anh em sóc máy như thế này. Nếu nó có rơi ra thì chúng ta sẽ xử lý luôn, chứ không đợi khi mà máy nó khởi động lên rồi. Khi anh em lắp vào khởi động lên nó dây ra tra vào những cái con chip ấy thì là cháy máy luôn đấy. Cẩn thận không thừa đâu anh em ạ. Mới vặn một cái thôi mà thumper bát nó dính thế. Keo vẫn còn nguyên anh em ạ. Mặc dù mình lắc rất nhiều nhưng mà keo nó không bị tràn ra nha anh em. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy lắp vào và test lại. Bây giờ mình sẽ bật máy lên anh em nhá. Ok, thử này. Chưa cắm sạc là không lên được. Cắm sạc vào, bật này. Bây giờ mà bốc khói thì chắc toan luôn. 10 triệu của mình. Ok, sáng đèn rồi. Lên logo rồi. Lên logo. Để led nhấp nháy sập sình luôn. Cố lên, cố lên. Ok. Lên rồi anh em ạ. Mình đã khởi động được cái máy này lên. Bây giờ mình sẽ chạy Serial Band RS3 để xem kết quả nhiệt độ như thế nào anh em ạ. Sau khi nắp vào có nóng hơn hay không. Hiện tại thì nhiệt độ cao nhất khi mà ăn 95W đang là 78 độ C. Chắc chắn nó sẽ đẩy cao lên thôi. Nhiệt độ phòng hiện tại của mình đang là 26,5 độ. Lên 83, 84 độ C rồi. Vẫn ăn 96W, 85 độ với 96W, xung là 4.9. Thật sự đây là một cái nhiệt độ rất là mát. Anh em thấy không? Và còn lại thì cũng chỉ loanh quanh khoảng 68, 69 độ C trong cái môi trường điều hòa thôi. Vừa xong thì trước khi test ấy, anh em thấy cái nhiệt độ ban đầu của nó là 28 độ C mà. Thì nó lên khoảng 71, 73. Phải nói là một cái nhiệt độ quá lý tưởng anh em ạ. Điểm số cho ra là 6.595 điểm. Nhiệt độ cao nhất chỉ là 85 độ C khi ăn 96W. Và anh em cũng thấy là qua cái quá trình khoảng 2 đến 3 tuần sau khi chúng ta tra keo kim loại nóng thì đúng là nó có một cái lớp kết tủa, một cái lớp mà nó bám ở trên cái bề mặt của hệ thống tản nhiệt. Laptop TEC đang có cái chương trình ưu đãi rất là nhiều và những cái mẫu laptop giá rẻ anh em có thể tham khảo giá ở phía dưới. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.